Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Mình vừa nhận được một câu hỏi của bạn Duy989 với nội dung như sau. Anh ơi, em đang phân vân giữa Galaxy S23 và iPhone 13. Mong anh chia sẻ quan điểm cá nhân xem con nào đáng mua hơn dựa trên yếu tố toàn diện ở thời điểm hiện tại ạ. Em cảm ơn. Đấy, dựa trên yếu tố toàn diện thì chỉ cần ngắn gọn như thế thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào cái nhiệm vụ chính luôn các bạn nhé. Thì ở thời điểm hiện tại, khi mà mình tham khảo giá của iPhone 13 và Galaxy S23 tại ClickBuy thì hai con này nó đang có một giá nó xem nhau, nói chung là trên dưới 13 triệu rưỡi, trên nhau cùng lắm là 100.000 giữa các phiên bản màu sắc. Đây là một mức giá được xem như là ngang kèo ở thời điểm hiện tại rồi. Tuy nhiên các bạn cũng phải lưu ý là iPhone 13 nó sẽ ra mắt trước cái Galaxy S23 là khoảng 1 năm rưỡi các bạn nhé. Cho nên là nó cũng sẽ có những cái sự thua thiệt về mặt công nghệ, nhưng mà nó vẫn sẽ có những cái giá trị là hơn so với lại Galaxy S23 đấy, chứ không chỉ là đơn giản là kiểu nhìn vào là thấy ngay là Galaxy S23 nó sẽ hơn đâu. Đầu tiên là về mặt thiết kế. Nếu nói về mặt thiết kế thì với quan điểm cá nhân của mình, chắc chắn là mình sẽ thích cái chiếc Galaxy S23 hơn rồi. Với phần viền được tối ưu rất tốt này, rồi là phần thiết kế phía sau nó rất tối giản, nó rất là đẹp. Nên là kể cả là dù có chung một cái kích thước màn hình là 6.1 inch, tuy nhiên thì kích thước tổng thể của Galaxy S23 nó vẫn sẽ là gọn hơn một tí so với lại iPhone 13. Rồi, về mặt thiết kế thì khỏi phải nói nhiều, mình sẽ nghiêng về cái chiếc Galaxy S23 hơn nhé. Cả hai con này thì nó đều có cái chuẩn kháng nước là IP68, cũng như là chất liệu thì đều là hai mặt trước sau được làm từ kính khung viền kim loại rồi. Về phần màn hình thì Galaxy S23 nó sẽ có một cái độ sáng cao hơn một tí, gần khoảng là 1200 nits khi mà ra ngoài trời bật mát độ sáng tự động, thì nó sẽ nhỉnh hơn so với lại độ sáng chỉ dừng lại là khoảng 800 nits của iPhone 13. Về tần số quét thì S23 nó cũng sẽ mượt mà hơn với 120Hz. Nhưng nếu bỏ qua về vấn đề tần số quét và nói về cái chất lượng hiển thị, cái độ chuẩn màu, thì mình vẫn sẽ đánh giá cao cái chiếc iPhone 13 nhiều hơn. iPhone 13 thì nó sẽ thua về mặt độ sáng, nó thua về mặt tần số quét. Tuy nhiên thì nói về cái mức độ chuẩn màu và nó phù hợp để mà làm đa tác vụ, vừa giải trí, vừa chỉnh sửa ảnh, chỉnh màu rồi đó, thì rõ ràng là iPhone 13 nó sẽ phù hợp hơn. Còn với S23 thì mặc định để chế độ sống động thì nó sẽ thiên về giải trí nhiều hơn. Về phần hiệu năng thì mình sẽ đánh giá cao cái chiếc iPhone 13 với con chip A15 Bionic hơn. Với con A15 Bionic thì nó sẽ phù hợp khi mà so sánh với lại con 8 Gen 1. Nhưng khi mà xét về mặt thực tế thì thậm chí là 8 Gen 2 trên S23 Ultra, con máy nó to hơn ấy, thì hiệu suất của nó cũng không quá là ấn tượng. Hiệu năng trên những cái chiếc máy flagship của Samsung thì nó chỉ tầm khoảng là 60-70% so với lại cái sức mạnh thực tế mà con chip nó có. Nên là nếu như mà bạn nào muốn mua về để chơi game cái thứ này kia thì mình nghĩ là iPhone 13 nó sẽ là phù hợp hơn các bạn nhé. Chứ còn Snapdragon 8 Gen 2 trên S23 thì nó sẽ khiến cho chúng ta khá là ức chế. Còn với những cái tác vụ thường ngày cơ bản mạng xã hội thì cả hai con này nó đều mượt như nhau. Tính ra là mình thấy là với cái tần số quét 120Hz thì cái con Galaxy S23 nó còn cho ra nhỉnh hơn về những cái tác vụ thường ngày như thế nữa, mượt mà hơn. Đấy, thì cái này nó tùy thuộc vào gu mỗi người. Về hỗ trợ cập nhật phần mềm thì iPhone 13 tại vì nó cũng phải là hỗ trợ cập nhật từ 6-7 năm. Đấy, nhưng đối với lại cái chiếc Galaxy S3 này thì cũng được cập nhật lên tới là 4 năm. Và đây là một khoảng hỗ trợ cập nhật mình thấy là cũng tương đối ok với một cái chiếc máy Android như thế này rồi. Thì nó cũng tùy thuộc vào nhu cầu mỗi người, mà tùy thuộc ở đây ấy, là bạn thích cái hệ điều hành nào hơn cơ. Các bạn thích cái sự ổn định mượt mà của iOS hay bạn thích một cái sự gọi là nó cởi mở, cài ứng dụng thoải mái cũng như là có nhiều các cái tính năng kiểu như nhân đôi ứng dụng rồi là các thứ này kia, thì có thể là ưu tiên lựa chọn Android. Cái này nó tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Và như mình thì mình đang sử dụng một cái chiếc iPhone 15 Pro Max và một cái chiếc Xiaomi 14. Thành ra là mình không có nghiêng hẳn về một cái hệ điều hành nào cả. Mỗi hệ điều hành nó sẽ đều có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Về phần RAM và đa nhiệm thì RAM 4 của iOS thì nó cũng xem như là RAM 8 của Android. Cho nên là cũng không có gì để bàn cãi thêm. Option bộ nhớ thì cũng ngang nhau, 128GB. Nhưng cùng về camera mới là điểm đáng nói này. Camera ấy, thì nếu mà nói về mặt đa dụng, chắc chắn là Galaxy S23 nó sẽ hơn rồi, vì nó có thêm một camera tele nữa. Và chất lượng chụp ảnh cho ra, Galaxy S23 nó cũng sẽ là tốt hơn so với lại iPhone 13. Thì nói về quan điểm quay video thì mình vẫn sẽ đánh giá cao cái chiếc iPhone 13 này hơn. Tại vì thứ nhất, nói về cái độ ổn định các bạn nha, chất lượng ảnh cho ra có thể là iPhone 13 không bằng so với lại S23. Nhưng mà bạn nào đã sử dụng Samsung quen, các bạn sẽ thấy là cái chất lượng của nó không có thật sự là đồng đều. Những bức ảnh cho ra nó không thực sự là đồng đều. Nên là thành ra cũng có một vài trường hợp là iPhone 13 có thể là nhỉnh hơn trong điều kiện chụp ảnh so với lại S23. Chưa kể nữa là về cái khoản quay video thì Galaxy S23 nó sẽ sử dụng cái cảm biến chính có chống rung là chống rung quang học, chứ không phải là chống rung bằng cảm biến như là trên iPhone 13. Cho nên là nếu như mà các bạn quay trong điều kiện thiếu sáng
iPhone 13 nó sẽ nhỉnh hơn tại vì nó chống rung bằng cảm biến, hạn chế được những hiện tượng mờ nhòe tốt hơn là cái chống rung quang học có trên Galaxy S23. Thì đây cũng là một điểm mà các bạn cần phải đánh đổi thôi. Như mình ấy thì thật sự là mỗi con nó cũng lại có mỗi cái hơn cái thua, nên là bắt buộc là làm sao đó lựa chọn cái chiếc máy nào nó phù hợp nhất và là nhu cầu của mình thôi. Loa kép thì cả hai chiếc máy này đều được trang bị đầy đủ, và loa kép thì bên cái chiếc Galaxy S23 mình đánh giá là nó cao hơn. Về phần pin thì cũng là một điểm rất đáng cân nhắc nha. Với viên pin có dung lượng là chỉ khoảng 3240 mAh của iPhone 13, đây là xét là trên một cái chiếc máy mới mà, thì rõ ràng là nó vẫn sẽ cho ra một cái thời lượng sử dụng nó nhỉnh hơn so với lại cái chiếc Galaxy S23. Thực tế nó là như thế luôn. Nên là tổng về phần pin và sạc thì iPhone 13 nó sẽ nhỉnh hơn một tí so với lại Galaxy S23 các bạn nhé. Xét theo quan điểm cá nhân của mình ý, thì về mặt cơ bản ý, là hai chiếc máy này nó khá là ngang bằng nhau. Còn nếu mà nói về thông số thì chắc chắn là Galaxy S23 nó sẽ nhỉnh hơn rồi. Nên là hy vọng là thông qua video này, sau những cái gì mà mình phân tích ra, thì bạn Huy 989 có thể là lựa chọn được một cái chiếc máy nó phù hợp nhất và là nhu cầu của mình nhé. Còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video. Xin chào và hẹn gặp lại.